Song Jong Ki lộ nhan sắc tàn tạ, bị chê không còn xứng đáng với Song Hye Kyo là đúng. Vẻ ngoài của Song Hye Kyo qua loạt ảnh được lan truyền mới đây thu hút nhiều lượt bàn luận của cư dân mạng. Sáng nay, cư dân mạng truyền tay nhau loạt ảnh chụp lén Song Jong Ki tại một nơi đông người. Theo đó, nhan sắc nam chính hậu duệ mặt trời khiến khán giả hốt hoảng vì trông kém sắc thấy rõ. Trên các diễn đàn, nhiều người mỉa mai rằng nam diễn viên giờ đây không còn tương xứng với Song Hye Kyo khi cặp đôi liên tục dính tin đồn nối lại tình xưa. Tuy nhiên, sự thật đằng sau vẻ ngoài xuề xòa của Song Jong Ki là gì? Dù đã được ai nấy đi hơn 3 năm qua, cặp sao hạng A Song Jong Ki, Song Hye Kyo vẫn thường xuyên được gọi tên trong những tin đồn hợp, tan, trở thành đề tài được khán giả bàn luận sôi nổi. Cách đây vài ngày, Song Hye Kyo gây náo loạn hot search các nền tảng mạng xã hội bởi một video được quay cận mặt, chứng minh nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu ly hôn. Ngược lại, bức ảnh của chồng cũ cô được lan truyền sáng nay lại khiến khán giả lo lắng vì nhan sắc mỹ nam không còn được như xưa. Cụ thể, Song Jong Ki vừa tham gia đám cưới của một người quen tại Daejeon, Hàn Quốc. Những bức ảnh của Song Jong Ki được lan truyền hôm nay do chính người hâm mộ và khách mời ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội. Trong ảnh, Song Jong Ki diện trang phục đen đơn giản, kết hợp với mũ lưỡi trai đội ngược trông rất năng động. Bức ảnh trên nhận được lượt bàn luận khủng của cư dân mạng. Đa phần công chúng cho rằng nam diễn viên trông khá xuề xòa, gương mặt kém sắc thấy rõ, không xứng với biệt danh chàng trai đẹp hơn hoa mà mọi người thường gọi. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng thanh minh cho nam diễn viên. Họ nhận thấy Song Jong Ki từ trước đến nay luôn chọn phong cách ăn mặc thoải mái cho các hoạt động thường ngày. Và lại, theo văn hóa Hàn Quốc, khách mời thường ăn mặc rất đơn giản để tránh chiếm spotlight của cô dâu. Chú rể nên diện mạo của nam diễn viên không đáng bị chê trách nhiều như vậy. Để nói về trạng thái không được tốt của Song Jong Ki hôm nay, nhiều người cho rằng nam diễn đang khá mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục suốt 3 ngày qua, nên trông không được rạng rỡ như mọi khi. Được biết, Song Jong Ki đã đi từ Seoul đến Busan rồi mới hạ cánh xuống Daejeon để dự lễ cưới. Trong số các bình luận của khán giả, có người mỉa mai rằng vẻ ngoài kém sắc của Song Jong Ki hiện tại khiến anh không còn tương xứng với Song Hye Kyo. Bởi hai người liên tục dính tin đồn yêu lại từ đầu, trong khi Song Hye Kyo thì luôn được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của số ít khán giả, hình ảnh mới nhất của Song Jong Ki vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cuối năm nay, phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt của Song Jong Ki sẽ lên sóng trên JTBC. Hiện nam diễn viên đã gia nhập đoàn phim Hoa Rừng và bắt đầu khởi quay những phân đoạn đầu tiên.